Xin chào mừng toàn thể quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Đồ La Xuyên của chúng tôi Trước mắt quý vị cùng các bạn đây là một chiếc bàn thờ hay còn thể loại nữa với tên gọi đó là sập thờ Và dòng này thì nó có chân từ 20 cho đến 24 cm Còn chiều dài thì nó sẽ có kích cỡ là 197 cm cho tới 217 cm và khi thực hiện clip này thì trước tiên tôi xin gửi tới những quý khách hàng các bác đó là những người đã rất là thân thuộc và là khách hàng quen biết của đồ gỗ La xuyên chúng tôi từ nhiều năm qua. Trong những ngày vừa qua thì các bác có nhu cầu muốn biết về cái thể loại bàn thờ cây mai mà nó có cái kích thước từ 2m cho tới 2m17. Thì đây chính là cái dòng sản phẩm mà xin thực hiện để gửi tới những quý khách hàng thân quen. Còn về chất liệu thì đây là dòng sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ cụ Lào. Phần này thì sẽ có phần thang và xà hậu đó là gỗ lim tali của Nam Phi. Còn lại thì 100% là gỗ cụ Lào. Và được làm với một cái màu sơn theo thể loại màu chay tức là có phớt nhẹ một chút màu vàng chứ không làm theo kiểu như là màu nâu đen nữa nhưng màu gụ thì nó sẽ có một cái độ bền màu hơn vì gỗ cụ nó sẽ xuống màu theo thời gian nhưng chúng ta sẽ muốn nó xuống chậm và từ từ thì làm cái màu sáng này đó là cái màu nguyên bản của gỗ thì nó sẽ khoe được vân và cũng như là các cái độ xuống màu nó sẽ chậm hơn vì quan trọng đây chất liệu là gỗ gụ mà nó rất đều màu rồi chính vì thế nên là cũng không cần phải làm cho nó tối màu đi để cho nó đồng màu và như đã nói thì đây là một màu sắc hoàn toàn tự nhiên theo cái nguyên bản của gỗ gụ còn về kích thước thì nó sẽ có hai thể loại như vừa trình bày cũng như là tùy theo từng chiếc một về giá thành thì nó cũng phụ thuộc vào cái độ dày dặn của văn mặt nó như thế nào. Như chiếc bàn thờ này là 1m97 nhưng nó có một cái ván mặt dày phân rưỡi thì nó có giá thành là 25 triệu đồng. Đó là cái giá thành mà chúng tôi cũng xin thông báo công khai từ quý khách hàng quen cho so đến quý khách hàng mới biết đến kênh của chúng tôi. Còn về độ tin tưởng và cũng như là mọi cái thì với khách quen chúng tôi không cần phải trình bày nhiều. Đó là một cái niềm tin, đã đặt là chọn chúng tôi rồi thì sản phẩm là chúng tôi luôn luôn cho chuốt và tỉ mỉ cũng như là cẩn thận. Còn với khách hàng lạ thì xin được giới thiệu đôi chút. Trước tiên chúng ta khi mà mua sản phẩm gì cũng vậy, nhất là dòng uh, sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ thì hiện nay nó uh, gọi là vàng thau lẫn lộn cho nên là chúng tôi uh, cũng xin nói đôi chút như là phần kỹ thuật và dẫn một cái số điều. Tuy nhiên những điều này đó là những điều mà chúng tôi là những người thợ nói ra có thể có những từ quý vị chưa hiểu lắm hoặc có thể là chưa quen tai lắm nhưng mà nó hoàn toàn là những cái từ ngữ thợ. Ví dụ như là từ đường nét đục chạm phần này là phần làm bằng máy CNC còn uh, riêng về cái phần dạ ở bên dưới thì là làm bằng tay hoàn toàn nhưng chúng tôi cũng không đề cao cái vấn đề gọi là thủ công bằng tay là đẹp bởi vì nó một cách công bằng thì đây như cái mặt này cũng vậy nó là phải phẳng phiu chúng ta cùng ngắm chiều nghiêng thì sẽ biết được thế nào nó là phẳng có nghĩa là nó không bị mo gồ ghề còn đục tay thủ công nó giá trị như thế nào thực ra thì theo chúng tôi nó cũng không phải ra giá trị gì cả cái quan trọng nhất là nó có hồn hay không và cái đục máy thì hàm ý với lại không thể làm dày được và không có hồn. Thì ở đây chúng tôi làm bằng tay thì nó sẽ có hồn hơn. Nhưng cái hồn như thế nào thì quý vị cùng phải xem và chiêm ngưỡng, và cũng như là hãy tự cho mình một cái đánh giá chứ chúng tôi khen hay, khen đẹp tất cả những lời khen hay khen đẹp. Quý vị hãy bỏ ngoài tay Đấy là theo kinh nghiệm mua sắm hàng mà chúng tôi muốn nói trong clip này như vậy. Mặt phẳng này cũng vậy và tất cả đều phải cần một thực tế. Thì đây là một cái phần bên trong gầm nữa quý vị cùng xem nó phải là chắc chắn và có các cái thành phần mà chúng tôi nghĩ rằng nó là cái bí quyết riêng để chống hiện tượng đung đưa hay là co giãn của cái bàn thờ vì đôi khi là những cái thành phần xà này cũng vậy nó xà chân thôi nhưng nó rất là cứng cáp và chắc chắn ngoài ra thì nó phải sạch sẽ từ trong ra ngoài đây chúng ta cùng xem đây là cái phần bên dưới phần trong mà chúng tôi làm nó cũng không khác gì là mặt ngoài thì đây là những cái điểm ưu điểm đặc biệt về đồ gỗ xuyên của chúng tôi nhưng à, quý vị cần phải kiểm chứng nữa đó là phần gỗ nó có được dính à, à, rác hay không dính rác, ở đây chúng tôi cam đoan là hàng trần 100% đó là những cái điều mà chúng tôi muốn nói còn tất cả những cái lời nói dù là cam đoan hay không, quý vị cũng nên xem thực tế và trực tiếp chứ còn xem trên ảnh như này cũng chưa thể tin được bởi vì là đôi khi là nghe theo những lời nói của người bán hàng thì điều này sẽ làm cho quý vị ân hận vào sau này chính như vậy cho nên để không phải ân hận thì chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị khách hàng là nên đến trực tiếp tại cửa hàng và xem xét sản phẩm của chúng tôi ngoài những lời hay ý đẹp thì ai bán cũng vậy thôi nhưng không tin không tin bất kỳ ai cả nhất là thời đại này đó là một cái phương châm mà chúng tôi cũng muốn truyền tải tới quý khách hàng Mọi thông tin chi tiết xin mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại zalo hiển thị ở trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.